Đây là cái quá trình quay cái trứng đà điểu nha mọi người. Cái hộp đây, đây sẽ tới quá trình đưa cái hộp đà điểu với chị. Bắt nồi hấp lên đi, mình lấy dĩa xuống đi công. Mày bị gì vậy? Để xuống lại đi. Để ngay đây cũng được, còn gì phải bước qua đây chi vậy? À, nó bị gì vậy trời? Nồi hấp đâu? Đang ấy rồi. Đang mở. Đó, mọi người coi nha. Đây, cái trứng này thì khi mình có bầu á, mình ăn nó sẽ tốt hơn là cái trứng ngỗng rất là nhiều. Bự gì nè mấy bạn. Đây, đây sẽ tới quy trình nha. Cho chị tiêu hay không? Mình cho muỗng bột nêm trong này. Tiêu. Rồi. Đưa cái chảo chị. Mình phút ngoài hộp rồi liền chút. Để chai dầu lên. Xay đường gì? Không. Đó đây nha, đây sẽ tới quy trình chế biến. Thì á, mình cho một miếng dầu ra chảo gì nè, ít thôi không cần nhiều. Anh Phúc ngồi hụt lùi lại. Các bạn cho nóng. Mà khi bạn làm á, thì mày con dơm gừng, dơm xay vô được mà đúng. Dơm gừng vô. Gừng nhiều vô. Đó, đây là bạn nhìn thấy không? Cái trứng ngỗng thì rút đánh ra là trong trắng không bao giờ nó tan được. Thì bây giờ trong thời gian mà chờ chảo nóng lên nè. Trong đây mô tay đi dùng trắng không? Thế hả? Rồi xong. Chiều ơi chiều. Chiều. Ẩm nó giùm chị cái đi. Sao con rửa không tiêu? Nãy giờ nó đau bụng đó. Nãy giờ nó đau bụng đó. Công qua đây hốt cái này dục lên. Cốp đi em. Đừng dặm. Năm phút rồi. Đừng có dặm. Để đưa cho chị đi, đưa cho chị đi. Ý hả? Ừ, đừng có vô ý rồi. Hốt này. Nè, hốt đi không? Sống vô lên trên đi cho nó dễ. Ở dưới đây chị đang làm. Đây. Đây nha, mình sẽ đây nha, mình sẽ cho cái trứng ngỗng vô. Các bạn cho mỏng thôi thì các bạn sẽ dễ cuốn, chứ nếu mà dày rồi các bạn sẽ khó cuốn lắm nha. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Cuốn rồi. Đây. Em làm cái này cho em cuốn đi. Để em làm cái này cho em cuốn đi. Nãy em né rồi. Cho cái muỗng này rồi còn. Còn đây là cái tô nha, mình đã trộn nè, có tôm. Đừng qua dính chị rồi đi chưa không sao. Có tôm, cà gót thì để mình cuộn ở bên trong. Sẽ làm thử cho mọi người coi cái món trứng ngỗng cuốn nha. Em có cái tô nhỏ không con? Được rồi, có. Cho nó theo quay tiếp mà. Thì mọi người nhận lửa vừa vừa thôi nha, cho cái trứng nó đều của mặt. Nhưng mà nó cũng vừa vừa, nó đừng có dày quá, tại dày quá là sẽ khó cuốn. Thêm miếng luôn, nó mỏng quá không? Ê, chưa được, dít lên là bể á. Nó lầm quá, dít lên là bể á. Nó chén là dít lên là bể á. Đó, mọi người phải chờ một chút nha. Thì nó mới vàng lên. Cái này thơm hả chị ha? Ừ, trứng này thơm hơn trứng vịt. Coi tao lấy gì nữa chưa? Nhiều cái giá gì giống như cái gì xong rồi. Ủa cái tôm nước tương bữa làm cho anh Phúc còn không con? Dạ còn. Ra cho anh được rồi đó. Đó. Rồi bây giờ là đi quay anh Phúc. Để tới quá trình cuốn nha. Mình ở đây sẽ tiếp tục chiên một cái trứng cá. Phút làm đừng ngồi cái trứng này. Đấy cái này. Cho Phúc con dao đi con. Phúc mà bỏ con chiên. Cái này quan trọng là trong quá trình làm mấy bạn phải kiểu như mình phải làm cho cái trứng nó đều mà nó mỏng thôi, chứ là dày quá là không được. Lửa thì mình cũng điều chỉnh nhỏ lớn tùy mình. Trứng nó còn hơi bị sống luôn. Không, bỏ lên chiên lại được. Khô lại. Quay xét xét, cô quay xét luôn luôn. Xét xuống rồi, xét. Từ từ em đang zoom. Anh hạ máy xuống được mà. Rồi cái đó khỏi, nó cắt nửa máy rồi. Cái này mà khi cuốn cái bề ngoài thì nó bề này nó để trong mà nó sẽ ấy không, để bề ngoài nó bị dính. Đưa cái giá nhỏ này đi, anh đâu có xài cái giá nhỏ đâu. Con chị chiếc lục. Không. Trời chết rồi. Ăn rồi. Dạ. Rồi sao ra? Dạ. Không biết nữa. Kiều ơi, ngày đem máy lên đăng kêu nghĩ đăng bài Zalo chị. Đăng bài Zalo không chị? Chứ nó dính cái gì sau lưng rồi sao ra trời. Xong chưa, bỏ cái đó qua đây đi. Bỏ cái bánh mới ra cho anh nè. Rồi anh đưa lên đây chiên. Sau khi mấy bạn làm xong cái này á thì mình phải bỏ lên mình chiên vậy. Không dầu nữa. Cái còn dầu nó làm cho nó khô rồi mà. Quay xếp xuống cái cạnh của chị. Đấy quá. Đấy. Nó giống như cái đường đường mà thôi. Mình làm gì để cho nó cứng lại thì khi mấy bạn hấp nó sẽ không bị bể ra. Nữa nào. Như con trâu vậy. Nó mạnh lắm. Lấy cái sửng hấp ra đi, chị bỏ vô đi hấp. Mà cái đó bị néo bỏ ra đi nha. Rồi anh ăn đi, anh ăn đi. Anh ăn chén thì ăn, để nó nhiễu mình luôn. Đây nha. Cho vô đồ ăn con. Cái cảm giác đó, cái trứng này rất là thơm, đúng không? Mà cái mùi vị á thì mình ăn nó cũng vừa miệng. Ăn cho miếng nè. Quay phim nhỏ nước miếng. Ôi rớt dính miệng con nè. Đó, thì khi mình ăn á, cái cảm giác là nó thơm nhưng mà nó thơm không phải chứ không một dịch nha mọi người. Thơm một cái kiểu rất là khác. Ngon quá. Nó thơm người quá. Béo quá trời. Ngon quá. Ngồi kế kìa. Anh ơi em. Nó cười kìa. Trời ơi, cái gì vậy trời. Đầu cổ nó kìa. Không thơm ghê luôn á trời. Thôi ăn đi chị. Nè, nó nhiều nước miếng rồi. Để mày ra chừng đi. Đừng nó nhiều nước miếng vô cái máy một phần nha. Nói với cái món trứng đà điểu này nè. Thì trời lên. Đừng thấy được. Khi mà mấy bạn đang có bầu á, bạn ăn thì rất là tốt. Đúng rồi đó. Mình má ngon quá. Nó thơm ghê luôn á. Nên ăn thử cục đi Linh. Lên ăn thử cục đi. Ngon quá. Nó thơm quá hả? Ngon chị béo. Nó ăn con rồi. Nó bớt khói luôn mà nó còn ngon. Anh Phúc ăn rồi anh Phúc. Nhìn sơ á, nhiều bạn tưởng nó giống trứng chiên. Thật ra ăn nó cái mùi nó thơm hơn, nó béo hơn. Cái gì thật nó cũng kiểu như là dai hơn, mình ăn mình cảm thấy thích hơn. Cho chị cục đáy lên đây không? Trứng này bổ lắm không chị? Ăn bổ không? Trứng nó nhai hết nha. Khanh. Thôi ăn đi. Nè. Nước chấm nó nhiễu nè Khanh. Nó không có giống như bột nha, nó thơm mà nó béo. Cái gì? Còn như đậu đen đừng bỏ đổ vô nồi lại đi con. Đậu đen vô đừng bỏ. Ôi trời ơi, quậy quá. không chịu ăn. Cái trứng có thể mấy bạn không á? Đây là có thể lấy là chip chip đúng. Mình làm vẽ hay mình làm cái này mình chơi cũng được. Bây giờ trái này mình đặt bể nó uổng, ở ngoài ra bán nhiều 90.000 à. Cho bữa anh nói, bữa anh em chưa ăn mình làm gì vậy?